ba con giáp tìm vợ có hình mẫu như mẹ. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ của chúng ta chỉ có một trên đời. Với bất cứ ai, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời, nhất là với những bạn nam giàu tình cảm. Ngoài tình yêu dành cho mẹ thì các chàng trai cũng đặc biệt thần tượng sự đảm đang, hy sinh của mẹ. Vì thế, tiêu chuẩn hàng đầu mà ba con giáp dưới đây tuyển vợ là các đặc điểm phải nhất quyết sống mẹ. Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá trong chương trình Leo ngày hôm nay nhé! 1. Chàng trai tuổi tỵ Nhắc tới con giáp chọn vợ giống mẹ, không thể không nói tới anh chàng tuổi tỵ trưởng thành cho gia đình có truyền thống giáo dục nghiêm khắc, nhất là nhận được sự ảnh hưởng lớn từ người mẹ, nên việc chọn người yêu, chọn vợ của người tuổi tỵ cũng bị chi phối phần nào từ mẹ hai Chàng trai tuổi mùi Những anh chàng tuổi mùi tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng và rất coi trọng tình cảm gia đình. Mỗi thành viên trong nhà, từng vấn đề nhỏ nhặt đều được ghi nhớ rất sâu đậm trong tâm trí của người tuổi mùi. Đó không phải là những ký ức mờ ảo mà lúc nào cũng hiện rõ một một trong đầu họ. Vì thế sau này, khi sống độc lập, họ chịu ảnh hưởng rất lớn từ những điều đó. Trong tình yêu, người tuổi mùi khá lý trí, họ chẳng bao giờ để sự yếu đuối của trái tim cháy mất lối tư duy logic của mình. Con giáp này luôn biết cách để tìm ra nửa kia phù hợp. Đơn giản thôi, nếu cô ấy có ngoại hình và tính cách càng giống mẹ mình càng tốt. Vậy nên, nếu đã yêu chàng trai tuổi mùi, đừng bao giờ thắc mắc hay so sánh bản thân bạn với mẹ chàng nhé, tránh phát sinh những mâu thuẫn không đáng có. 3. Chàng trai tuổi hợi với người nhạy cảm và khá tỉ mỉ như người tuổi Hợi mà nói, gia đình mình chính là nơi mang đến sự an toàn và thoải mái nhất. Mẹ là người mang tới lòng bao dung, cảm giác yên bình hơn cả. Trong trái tim họ, mẹ luôn cao quý và đáng ngưỡng mộ. Đó là lý do giải thích tại sao con giáp này chọn người yêu hay chọn vợ theo hình tượng của mẹ mình, bởi khi ấy, họ cảm nhận sự an toàn, thoải mái y như cái cảm giác được mẹ chăm sóc đã là nửa kia đồng hành cùng chàng trai tuổi hợi bạn đừng bao giờ tỏ ra ghen tuông hay tức giận về điều đó trái lại hãy tôn trọng tình cảm ấy bởi chính lòng kính trọng ấy đã tạo ra con người có tinh thần trách nhiệm cao và hết lòng vì gia đình những anh chàng tuổi hợi các chàng trai thân mến, yêu mẹ là điều tốt nhưng cũng đừng yêu cầu thái quá việc người yêu có các đặc điểm giống mẹ mình nhé, bởi vì mỗi người đều có tính cách và cá tính riêng, quan trọng người đó yêu thương mình thật lòng và luôn bên cạnh trải qua vui buồn khó khăn hạnh phúc với mình. Lịch ngày tốt chúc cho các đôi uyên ương sẽ tìm đến với nhau và cập bến bờ hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.